Đàn cho con của Loki Gurvy ở ngày tuổi thứ 10. Hôm nay thì miền Bắc mưa lạnh. Mọi người mà đang nuôi chó thì lưu ý giữ cái chỗ nằm cho con chó của mình cho nó không bị gió lùa, tránh bị lạnh bụng rồi nó nôn rồi phát sinh nhiều thứ hoặc là cảm lạnh. Thì hôm nay quay cái đàn cho con này một chút để cho mọi người ngắm. Cho những người mà đã cọc rồi thì cũng xem cái sự phát triển của cái đàn chó này. Hôm nay thì cho con to hơn hẳn rồi, lúc mới sinh rồi. Và ở cái ngày tuổi này thì tai của nó bắt đầu nó rũ rồi. Đây này, đây này, nhìn cái tai của nó này. Mới đầu mới sinh thì cái tai của nó sẽ thẳng ra như là như con này nó đang nằm đây. Hôm nay thì bắt đầu nó rũ xuống rồi. Ở đàn này thì chăm sóc con chó mẹ tốt, với lại cả canxi chibi với lại Semil để tăng sữa, cho nên là chó con nó tì lúc nào nó cũng no sữa. Nó no sữa thì con chó con nó ngủ ngon đây. Con mẹ vừa chạy ra cái là con nằm ngủ hết. Đây. Người ta gọi là ngủ như chó con no sữa đấy. Đang ngủ rất là ngon. Với bọn chó con này thì trong chuồng đều phải dùng đèn sưởi để giữ ấm cho chúng nó. Giúp nhiều cái tác dụng khác nữa. Cho nên là hôm nay là tuy là cái thời tiết là nó lạnh đột ngột, là nó nhiệt độ nó xuống đêm thì nó xuống đến 15 16 độ. Ngày thì 17 18 độ nhưng mà cho con nó cũng vẫn rất ngủ rất là ngon đây, khi nó nằm như thế này tức là nhiệt độ vừa phải này. Còn cho con nó không bị lạnh. Nếu mà con chó con mà nó bị lạnh thì nó sẽ nằm rúm hết vào với nhau để mà nó đè lên nhau để nó tìm cái hơi ấm. Đây, con mẹ ra ngoài uống nước đi vệ sinh rồi lại vào nằm với con. Mà vào nằm cái đang ngủ mẹ chỉ cần vào cái là con lại như là đói lắm, lại ti. Chính là vì như thế cho nên là bụng của con chó con lúc nào nó cũng no. Con này nó vẫn còn đang ngủ, vẫn chưa biết mẹ vào. Con gái có thể là no cho nên là không cần thiết mẹ vào hay không cũng kệ. Con gái tiếp kìa, mẹ vào rồi, vào ăn đi. Này, có vào ăn không, chúng nó ăn hết phần giờ này, có cần ăn không? Đấy, biết cái là cũng nhào vào cũng tranh giành nhau như thật đấy. Đấy, còn bình thường người đang ngủ không biết, tên này cũng vẫn chưa biết này, tên này cũng gái nè. Vào đi, rồi cu ra nằm hẳn ra nè, cu ra nằm nghiêng người ra để cho con nó ti đi, nằm thế nào để cho con nó ti cho nó thoải mái nè, nghiêng hẳn ra. Rồi. Chui vào đây. Này. Xem có những bước đi đầu tiên. Đây mà, đằng này. Đây. Những bước đi đầu tiên. Hôm nay thì bắt đầu nó đứng được rồi. Bạn đã xem nào. Ông này chính là ông được hot boy chuyên lên video mấy hôm đầu đây. Hôm nay ông to lắm rồi, ông ấy lại. Ông lại kéo lại được cái khoảng cách với lại mấy con đầu rồi. Lúc ông đẻ ra là như ông tướng này là lúc ông đẻ ra là ông ấy là thuộc vào cái top những con to nhất này. Sau mấy hôm thì ông ấy bắt đầu là ông ấy bú rồi, ông ấy lắc lư, ông ấy mất sức là ông ấy lại chậm bé lại, lại thành ra bé hơn những con to nhất một chút.
Rồi hôm nay thì ông ấy lại quay về những con to nhất rồi. Mỗi con một cá tính. À, con chó mẹ thì nó có 10 vú, nhưng mà 8 vú có sữa thôi, 8 vú phát triển thôi. Còn một vú thì nó ít sữa hơn 10 vú, nhưng coi như là một vú không để cho con nào nó ti cả, thì nó cái hệ thống mẹ sữa của nó không có phát triển. Coi như là 9 này. Đây chính là cái ông này, ông đang ti cái ti thứ 9 đây. Cái ti ở trên cao nhất đây. Gọi là mút để cho nó vui mồm thôi, còn chốc nữa rồi cái ti đó nó ít sữa. Không đủ thì chờ mấy con này nó ti no rồi thì quay ra những cái ti này. Những cái ti này, cái ti ít sữa thì những cái ti ít sữa bên trên này thì cái chất lượng sữa nó lại cao hơn. Những cái ti nhiều, cái ti bên dưới này nhiều sữa hơn thì chất lượng sữa nó sẽ kém hơn những cái ti bên trên. Đấy cái quy luật của nó. Đây như này là 9 con là ok đủ này. 9 con hoặc 10 con là đủ, vừa hợp lý cho đàn cho con nó ti. Đây, xem từ hướng này để xem chúng nó xem từ hướng này để xem chúng nó ti mẹ. Úi giời. Giặt rất nhiệt tình. Xem là đồng chí này là cái hay là đực đây. Chắc là con cái. Đúng rồi, đúng là con cái. Đàn này thì có mấy con cái to, mấy con cái đẻ ra đã to. Có lẽ là giống bà nội. Bởi vì bà nội Pila của đàn chó này là một con cái khung rất là to. Nó con cái nhưng mà nó 46, 47, 48 cân. Bây giờ chứ còn nếu mà thời thanh niên của nó thì nó khoảng tầm 43 đến 45 cân thôi. Thì sau có mấy phút thì đã có một con no rồi. Một con no rồi, ra bên ngoài nằm rồi. Ra bên ngoài nằm này là no rồi đấy. Bởi vì nó nhanh no thế là bởi vì là mẹ nó cho ti liên tục. Cái bụng nó đang lưng lửng mẹ này.